Và tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Hường Lê gửi về từ Pennsylvania. Hường Lê xin kính chào quý khán giả đài SBTN. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2019. Nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại Linkin Park, Jersey City. Hôm nay họ tô niên và cộng đồng người Việt tự do tổ chức picnic ca nhạc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam với sự hỗ trợ của hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa và anh chị em Việt Mỹ. Hường Lê kính mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh do nhóm phóng viên chúng tôi ghi lại. Hường Lê kính mời. Chúng tôi rất vui mừng thư hiện diện của vị có một hội trưởng ở đây. Chúng tôi sẽ siết chặt tay nhau, đoàn kết ở nhau để đưa cho đồng bào Việt Nam có một ngày vui Tết và ăn cơm ở ngoài trời. Cảm ơn quý vị. Okay, first of all, I would like to thank each and everyone that is here today, because this is my first year coming here, and I am coming here on behalf of Sheriff Frank Shalari. He is the sheriff. And the thing about it, there was two events today. One on the other side, I think it was the Muslim, and they told me another event over here. This is so nice. The people are very nice people here. Everyone is pleasant. And they're explaining to me about the different foods. I have tasted some different foods and they are very good. But the main thing is that the people, they welcome you with open arms. And that means a lot. I said on behalf of Sheriff Frank Shalari and the mayor, Stephen Fulop, we make sure that all the residents, not only Jersey City, but entire Hudson County, are safe. And that's what we do. First responders, we all come out to make sure everyone is safe. As you are here in this park enjoying it, this is the people's park, the park for the people. Every year, if you do this every year, it'll get bigger and bigger, and we'll make sure it's safer and safer. But the people, everyone I have met, has been very pleasant, very understanding, very welcoming, and I thank them very, very much. A very good day for a wonderful group of people, definitely. Thank you. Khai mạc buổi picnic, tất cả mọi người trang nghiêm chào cờ với hai bài quốc ca Việt Mỹ và một phút mặc niệm để tưởng nhớ anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình hy sinh cho tự do miền Nam Việt Nam và đồng bào đã bỏ mình trên rừng sâu và biển cả để đi tìm hai các chữ tự do. Khai mạc buổi picnic, ông hội trưởng mở lời cảm ơn đồng hương đến tham dự buổi picnic. Kế tiếp là chương trình văn nghệ với những bài hát đấu tranh cho tự do quê hương Việt Nam. Dạ, thưa, hôm nay là một ngày đẹp trời ở New Jersey City và chúng tôi đến đây lần đầu tiên dự do hội cao niên Jersey City tổ chức picnic cùng với lại cộng đồng người Việt tự do. Rất là cảm động và không khí rất là náo nhiệt, rất là đông người đã đến đây và chúng tôi cũng xin nói là cảm tưởng của chúng tôi là thật là một dịp tốt để cho tất cả những người Việt Nam có một dịp để gặp gỡ nhau như là ngày hôm nay. Xin cảm ơn. New Jersey rất là mừng, cộng đồng hội cộng đồng cao niên rất là mừng là có đài STBN đến đây để viếng. Rất là cảm ơn. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, chúc may mắn gặp nhiều thuận lợi. Dạ thưa chị, đây là năm thứ hai hội vệ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là hội Việt Mỹ đã cùng chung sức với hội cao niên tổ chức một buổi picnic và mong rằng là tất cả mọi người đều được vui vẻ với nhau từ thế hệ này, thế hệ ông cha ông đến thế hệ con cháu để mà mình hướng về Việt Nam. Hương Lê
xin kính chào quý khán giả đài SBTN. Những giây phút vừa qua, nhóm phóng viên chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh của buổi picnic do Hội Cao Niên và Hội Cộng đồng Người Việt Tự Do New Jersey tổ chức vừa kết thúc vào lúc 7 giờ đêm cùng ngày. Trước khi kết thúc, Hường Lê kính chúc quý khán giả và gia quyến được nhiều hạnh phúc và may mắn. Hường Lê xin hẹn lại phóng sự kỳ sau. Hường Lê kính chào. Kính chúc quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.